đau bụng, sốt, vàng da, vàng mắt, được tuyến dưới chuyển đến bệnh viện C Đà Nẵng với chẩn đoán tắc mật nhiễm trùng do sỏi ống mật trù. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân đã được tiến hành kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng. Kết quả lấy ra được một con sán lá gan lớn. Sau nội soi, bệnh nhân hết đau, hồi phục tốt. Theo các bác sĩ, sán lá gan là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh lý về đường mật như sỏi mật, sỏi gan, ung thư đường mật. Một số trường hợp ấu trùng sinh đôi có thể xâm nhập vào cơ quan thiết yếu của cơ thể như não, tim, phổi, đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Trong đường mật, miệng ngút của sán sẽ bấu sâu vào thành đường mật, gây ra tình trạng viêm loét đường mật, tắc mật, viêm loét, hoại tử túi mật, nhiễm trùng đường mật. Nhiễm trùng đường mật có thể dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nguy hiểm nhất là nhiễm trùng huyết sẽ dẫn tới suy gan, suy thận cấp, sốc nhiễm trùng nặng, dẫn tới tử vong. Chia sẻ bệnh sán lá gan, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết. Thực ra thì theo một số nghiên cứu của các đồng nghiệp trong y tế thì hiện nay cái tình trạng nhiễm sán lá gan cũng tương đối cao, dao động xung quanh khoảng 30-37%. Thế thì nguyên nhân ở đây chúng ta thấy rằng hiện nay có hai cái loại sán, tức là sán lá gan to thì là thường là do là ăn các cái rau rồi các cái động vật thủy sinh mà sống ở trong nước á, thì cũng do các cái ấu trùng sán mà nó từ từ động vật ăn cỏ rồi những cái động vật hoang dã thải vào các nước sông hồ, thì sau đó thì nó những cái trứng và nó nở thành ấu trùng và nó sẽ bám vào các cái loại, ví dụ như chúng ta thấy rằng củ ấu này, củ súng, rau cải son, rau muống, nếu mà ngập nước, nếu mà chúng ta ăn lại không có nấu chín mà lại ăn ở dạng ăn sống thì dễ mắc cái loại sán lá gan này. Sán lá gan to. Thế còn một loại sán lá gan nhỏ ấy thì chúng ta thấy rằng nó cũng là do qua con đường là phân rồi nước không đảm bảo vệ sinh và có các cái chất thải của các cái động vật có vú, động vật mà ăn cỏ, động vật hoang dã và con người, thì khi mà thải phân vào trong các cái hồ nước á, thì chúng ta thấy rằng các cái ấu trùng nó sẽ phát triển thành ấu trùng có lông, nó bơi, nó bám vào các cái và nó ký sinh ở dưới các cái vảy cá. Thế thì chúng ta thấy rằng nếu mà những cái ấu trùng, khi chúng ta ăn phải những cái ấu trùng, những cái cá sống mà có ấu trùng này thì vào trong cơ thể, nó sẽ vào trong ruột, cho nên nó sẽ nở thành những cái ấu trùng có đuôi và nó có thể xuyên qua thành tá tràng để vào trong ổ bụng và nó có thể cư trú ở tổ chức gan là nhiều nhất. Thế ngoài ra nó cũng có thể cư trú ở các cái tổ chức như là da, tổ chức vú, tổ chức khớp, rồi đặc biệt là trên não bộ thì có thể gây các cái triệu chứng khác nhau. Đặc biệt là ở gan thì chúng ta thấy, người ta thấy rằng những cái chất độc của sán lá gan có thể gây hủy hoại gan và gây giảm cái chức năng của gan, và người ta thấy cái tỷ lệ ung thư cũng gia tăng ở những cái người mà nhiễm sán lá gan nhỏ. Nhất là ở cái vùng, những vùng mà chúng ta thấy rằng ăn cá sống hoặc là các ở dạng gỏi, hoặc ngay cả ăn các cái con cá tươi sống mà không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà có nhiễm sán lá gan, thì chúng ta thấy đấy là cái nguyên nhân gây bệnh là chính hiện nay ở các cái vùng mà chúng ta thấy cá không được sạch, có nguy cơ nhiễm sán mà lại có cái thói quen ăn dạng gỏi như vậy, thì chúng tôi thấy rất là nguy hại đối với sức khỏe. Các bác sĩ khuyến cáo, ngay khi xuất hiện những dấu hiệu của bệnh như đau bụng, sốt, vàng da, người bệnh cần phải đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời. Để phòng tránh bệnh sán lá gan và các bệnh ký sinh trùng khác, người dân nên thực hiện ăn chín uống sôi, không nên ăn các loại thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến. Hạn chế ăn rau sống, chỉ ăn khi mua ở nơi đảm bảo và vệ sinh rửa rau đúng quy trình. Tăng cường vệ sinh môi trường, giữ gìn nơi ở sạch sẽ, tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần.